Thì đó, không có hòn rác bởi vì đâu có nơi quy định. Ủa anh hai, cái hòn ở ngoài kia, cái núi ngoài kia là cái gì vậy ta? Ở ngoài xa xa kia có cái núi là cái gì vậy ta? Anh hai, ở ngoài kia là cái hòn đúng không? Anh ba, em anh ba, cái hòn ngoài kia phải hòn sơn không? À biết rồi, ta cũng đi đó, hòn đó, hòn đó cũng hiểu. Thằng Phú Quốc thằng hòn sao? Thằng Nam Vô nó có nhiều hòn quá. Mình không gần nữa gì. Không hiểu được. Làm vớn kìa. Nó chạy mà nó bãi mà ra ra cái đi nếu tàu thì theo cái đi mấy phao đó. Nó thằng người ta cứ chạy thì chạy theo cái phao đó, còn nếu mà mình không chạy mình chạy thì nó cản liền thấy gì đó, vô bọn được. Hôm nay mình xuống dưới kia chụp hình đi. Em hỏi hỏi đâu nó xa không hả? Có thể là cái hòn đó thật là hòn dưới kia, ở đây có hai hòn nhìn thấy được chứ mấy. Sao? Vậy, em ăn gì không? Trước mắt có thấy 5 đường đi nè. Con ổng chơi luôn hả?
cho nó rồi. Nói gì em? Hả? Lúa sao? Sao lúa hả? Sao lúa? Đây tôm tích bán heo cho 100g hả? Hộp dĩa 70. Ăn tôm tích không? Tôm tích làm gì à? Tỏi, luộc nước dừa. Thế tỏi mấy đứa này giá không được ta, luộc nước dừa hả? Ừ. Em hộp dĩa luộc nước dừa vậy chị? Sò lúa hả? Sò lúa làm gì? Sò lúa xào xào. Xào lá quế. Cho anh một em dĩa đi. Chứ cho anh thêm một dĩa ống tay xào mì ha. Có gì hả? Cho em một dĩa mì xào ống ống tay. Rồi cho thêm đi. Chê. Ăn ốc hả? Ốc gì? Ở đây. Mày nói gì? Không không. Đó, này kêu ăn ốc nè. Ủa lộn, dễ chứ lộn. Cái này lại càng gì? Cái này càng gì? Cái này càng gì chị? Cái này cúm chị. Cái này càng gàng cúm gàng me hả? Gàng me muối chứ mà gửi. Hay thuyền trưởng cái điều hôm nay thuyền trưởng hơi mệt rồi. Thuyền trưởng vẫn đi ăn hay đi ăn hải sản mà thuyền trưởng mệt. Nè đây thanh niên đẹp trai Thái kia đẹp trai Thái đây nữ đẹp gái có bạn cùng kia rồi này chào khán giả coi núp luôn rồi. Thank you.
Yeah.
có bạn nào không? Hỏi nha. Nào, cho bạn nào. Ba, 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 ba
quay luôn trực tiếp luôn. Từ đây mà đâm thẳng lên xong rồi đưa cầu qua bên kia xong luôn á, cầu đó tính mấy thằng này ba mai nó cầu đó nổi tiếng lắm. Đường nó đâu vô được. Tính lẽ là đường đó là phải dễ xe ra, nó cầu ở đây nè. Cầu ở diện đó.
Rồi lấy ở chuyến này ra đi. Có, đã có rồi.
Hát ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa, để tắt cái máy.